Các địa phương cần thường xuyên cập nhật các hướng dẫn mới về công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời chủ động bám sát tình hình dịch để đánh giá cấp độ dịch, từ đó ứng xử phù hợp để thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Hiến tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương vào chiều tối qua. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Hiến nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp trong cả nước. Vì vậy, các đơn vị địa phương phải tăng cường công tác phòng chống dịch, kiểm soát chặt các trường hợp về từ địa phương khác, nhất là phát huy vai trò tổ COVID-19 cộng đồng. Mỗi địa phương căn cứ tình hình dịch để chủ động đánh giá cấp độ. Không có ai có thể sát với tình hình bằng các anh chị ở địa phương. Từ thứ nhất là cái số liệu, số ca, rồi diễn biến, nguy cơ ở từng cái ổ dịch, rồi cái tình hình, cái địa, vị trí, địa lý của từng địa phương để chúng ta xác định nguy cơ của địa phương mình và đề xuất với ban chỉ đạo một cách nhanh nhất và phù hợp nhất. Thì hiện nay thì đánh giá theo như của Hòa Vang thì chúng tôi thấy là Hòa Vang cũng đã rất chủ động và để mà đề xuất cái việc các cái vùng cũng như là ở các cái khu mà chúng ta nâng cấp độ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu quận Sơn Trà tiếp tục theo dõi sát tình hình, đánh giá cụ thể để chuyển về lại cấp độ 2 đối với phường An Hải Bắc và Nại Hiên Đông. Các địa phương chủ động chuẩn bị các khu cách ly tập trung nếu các F1 không đảm bảo điều kiện cách ly tại nhà, sớm triển khai trạm y tế lưu động cũng như áp dụng cách ly điều trị F0 tại nhà. Đề nghị ngành giáo dục tiếp tục rà soát kỹ công tác chuẩn bị để học sinh đi học trực tiếp trở lại, cũng như phối hợp để đảm bảo tiêm chủng kịp thời cho tất cả học sinh trung học cơ sở. Sở Y tế chủ trì phối hợp với bên Sở Giáo dục Đào tạo và đặc biệt là Ủy ban Nhân dân cấp quận huyện để tổ chức quản lý và các thầy cô giáo ở các trường và các giáo viên chủ nhiệm các lớp là hỗ trợ để cho các em trong công tác tiêm chủng được tốt nhất. Và lưu ý là ở các cái điểm tiêm thì đề nghị là các địa phương mỗi một điểm tiêm thì giao cho một người phụ trách để chúng ta có thể xử lý kịp thời tất cả các tình huống, tôi nói là các cái tình huống xảy ra khi tiêm chủng, tránh tình trạng là chúng ta bị động và gây ra những cái ùn ứ rồi gây ra những cái phản ứng mà không đáng có. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Du lịch phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan để chuẩn bị chu đáo các điều kiện đảm bảo việc thí điểm đón khách quốc tế trở lại. Trong đó, ngành du lịch chia sẻ thông tin để du khách, cơ sở lưu trú và đơn vị lữ hành nắm và thực hiện đúng theo các quy định phòng chống dịch của thành phố.